các bạn, Trang đã quay trở lại. Hôm nay Trang sẽ đi đi đâu ta? Trang đang ở ga Ikebukuro, đang ở cửa bắc của Ikebukuro. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn phở Thìn. Từ hôm bữa mà nó mở cửa cho tới bây giờ thì rất là nhiều người Việt mình đến đây ăn. Và hôm nay thì Trang sẽ đến ăn thử, để thử xem cái món phở Thìn ở đây nó có thật sự ngon và nổi tiếng giống như là các bạn đang đồn hay không. Bây giờ chúng ta cùng đi nha. Tìm á thì nó cũng không khó tìm, nhưng mà nhìn cái quán thì mọi người nhìn cái thiết kế nó không có được bắt mắt quá. Đi cái chữ phở thì rất là nhỏ luôn, quá chữ nhỏ. Và nếu như mình không tra trước thì mình sẽ không biết. Ở mặt bên đây thì nó có ghi phở Thìn 13 lò đúc. Bây giờ mình sẽ xuống đây. Khi mà mọi người bước vô thì mình sẽ có một cái máy để mà chiêu món ở đây để mà gọi món. Bây giờ mình sẽ gọi hai cái phở này với hai cái quả trứng thêm. Khi mà mình có cái phiếu thì mình sẽ mang vào trong để cho nhân viên họ sẽ bưng phở ra cho mình. Giá của một bát phở là 840 yên. Thì mình sẽ lấy tiền thừa ở đây. Đi ăn không? Chân kêu một tô phở với một cái chén trứng thêm, rất là thơm luôn nha. Ngồi ở trong cái quán này cái mùi thơm khủng khiếp thiệt, cái mùi phở thơm với cái mùi bò xào đó. Tại vì bò ở đây á không phải là bò nhúng với cái nước phở bò tròn đâu, mà là bò xào với gia vị nêm nếm gia vị rồi mới xào rồi mới để lên trên. Rồi thơm quá trời thơm. Nhìn cái tô phở nghi quốc khó này nè, trời ơi nè. Bò nhiều lắm nha, rất là nhiều bò nha, không ít luôn. Được cái là chân rất thích cái rau mùi nè, rau mùi quá chừng luôn, mùi mới ngon, nó mới thơm. Nhìn chị có cái trứng vô. Vậy em sẽ hấp thử cái vị nước như thế nào. Tại vì Trang á thì Trang ăn nhạt cho nên là với Trang thì nó cũng khá là vừa. Là vừa đó. Nhưng mà mình thêm một ít gia vị vô cho nó đậm đà hơn, cho vô tương ớt. Trời, tương ớt ngon quá, thơm lắm. Tương ớt với cái này là nước mắm nè, cho vào nữa. Nó nhẹ thôi, nước mắm với lại nó có cái dưa, dưa tỏi với ớt. Trang ăn cái này, Trang sẽ để cái này vô. Cay với lại nó chua, ăn tỏi này nó nhiều nó cũng cắt cảm, ăn cũng tốt. Dở quá, cũng là cái tô phở này khá là hấp dẫn với một người mà không thích ăn phở như Trang á. Ở Việt Nam chúng ta ít ăn phở lắm, thường á một hai tháng mới ăn một hai lần thôi, có khi hai tháng còn chưa ăn một tô phở nào nữa. Nhưng mà cái tô phở này thấy là trong quá trình gửi vậy đó, tại đem nó nhiều rau mùi nè với nó đủ nguyên liệu. Hôm nay là mình cũng khá là may mắn khi mà mình đến quán còn cái giờ chiều vừa mới mở đó, là 5:30 thì mình là những người đến đầu tiên nên là mình đã đến sớm như vậy rồi. Là 5:30 mở, mình đến tầm khoảng 5:35 đó, chắc có 5 phút thôi mà mình vẫn phải chờ 10 phút mình mới chỗ ngồi. Tại vì cái quán nó cũng khá là nhỏ, nó chỉ tầm khoảng 20-30 ghế thôi.
người Nhật cũng nhiều lắm nha. Ngoài người Việt đến đây ăn thì thấy người Nhật ngoài chỗ ăn cũng nhiều. Ở trong quán đang mở nhạc Việt Nam, đó cũng là một cái điểm cộng. Mình giới thiệu về cái âm nhạc Việt Nam nữa, mà mình mang cho cái cảm giác gần gũi á, giống như mình đang ở quê nhà. Nhưng mà cái điểm trừ á là những cái hình ảnh trang trí trong quán không có cái gì liên quan tới Việt Nam hết, và không có cái gì liên quan tới Việt Nam luôn. Nó chỉ là có hình ảnh của quán rồi hình ảnh của ông Thình thôi, thì nó không có những hình ảnh mang tính chất Việt Nam như là nón lá nè, hoặc là hoa sen nè, hay là mái lá, hay là những của Sài Gòn hay của Hà Nội thì nó cũng không có nhiều. Như vậy thì nó không có góp phần quảng cáo du lịch Việt Nam đến người Nhật, thì đó theo Trang thì là điểm trừ. Ở Việt Nam thì mình ăn một tô phở tầm khoảng bây giờ bao nhiêu nè, lúc mà Trang ở Việt Nam đó, thì Trang ăn một tô phở tầm khoảng 30,000 á, thì cái tô phở hiện tại giá là 180,000, có cả thêm cái trứng thêm là 180,000. Thì nếu như mà ở Tokyo thì em thấy giá cũng không. Đây là cái tô phở ưng nhất mà Trang ăn từ lúc sang Nhật đến giờ. Đúng rồi, vậy không phải là khen ở đâu nhưng mà đúng là vậy. Tô phở là Trang có vị là Trang ưng nhất, tại vì nó nhiều rau và cái mùi phở rất thơm. Thiệt luôn là cho tới bây giờ á, quanh người Trang nó vẫn còn cái mùi phở, nó vương vấn từ ở trong quán ra tới ngoài này luôn. Đúng là mình ngồi ở trong cái quán mình nghe cái mùi phở thơm khủng khiếp thiệt. Cái đó là một cái điểm ghi điểm thêm cho cái mùi phở cho nó. Em thấy cái quán này được á, quán phở thịt này được á. Nếu như mà những cái quán phở mà lòng vòng Tokyo mà những nơi Trang đã ăn đó nha, thì Trang thấy cái vị nó không có ngon bằng cái quán phở này đâu. Chắc là cái vị ở Hà Nội á, nó ra như thế nào á thì Trang chưa biết, mình không có so sánh được. Nhưng mà so sánh với những cái quán mà Trang đã ăn xong rồi á thì thấy đây là một cái quán phở mà các bạn nên ghé để ăn thử. Trang sẽ quay lại cái quán phở này trong một ngày gần nhất, nếu mà muốn ăn phở thơm hết tới bây giờ chỉ còn nghe được cái mùi phở thôi. Để chị ghé thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video nha. Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Nhớ sub cho mình nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.